Trần nên check hết cái phòng các bạn. Check hết cái phòng các bạn nhớ mình là thu thủy Trần check hết cái phòng nha. Bây giờ mình vừa mới làm xong một cái giỏ trái cây tặng một khách ở bên nước ngoài, họ đặt mình để tặng một cái người bạn nên khai trương hôm nay khai trương quán là bên quận nhất. Thì mình vừa làm xong một cái giỏ trái cây. À đây giới thiệu với các bạn hôm nay mình làm cái có những loại trái cây như sau này. Thứ nhất là mình có cam Sun Kid của Mỹ, táo MV của Mỹ, cái này là lê má hồng của Nam Phi, còn cái này là xoài cát Hạ Lộc của Việt Nam, và trong này có một cái quả dưa, quả dưa 2 kg, quả dưa lưới Tiki giống của Nhật nhưng mà trồng của Việt Nam ha. Ngoài ra thì mình còn có những cái hoa, hoa này là hoa lan nữ màu vàng đó, rất là tươi tắn, rất thích hợp cho cái ngày khai trương. Các bạn cũng biết là khi mà mình tặng những món quà cho ngày khai trương hoặc là làm lẵng trái cây thì lúc nào mình phải làm cho nó đầy đặn lên, cái cao lên như thế này nó đầy đặn thì nó rất là sung xuê, tươi tắn lại xung xuê nữa, thì nó sẽ mang một cái may mắn lên cho cái người nhận được món quà tặng. Thì hôm nay thì mình vừa làm xong thì mình rất là vui, rồi mình làm một cái video với bé chia sẻ với các bạn cho nó vui ha. Các bạn nào mà cần làm giỏ trái cây tặng khai trương hay là tặng sinh nhật hay là thành lập doanh nghiệp gì đấy thì các bạn cứ nhớ đến mình, các bạn cứ ở đây mình sẽ làm cho bạn rất là gõ rất là đẹp và tươi tắn như thế này ha. Rồi mình cảm ơn các bạn, chào tạm biệt nha. Bye bye. Quá hay.